Nối tiếp thành công của xịt chống sâu răng, mới đây thương hiệu Midkit đã cho ra mắt sản phẩm mới, bọt tập đánh răng cho trẻ em tại thành phố Quy Nhơn. Sự kiện đã thu hút đông đảo phụ huynh và trẻ em. Có một thực tế đáng lo ngại hiện nay là 2% các bà mẹ thú nhận con họ không bao giờ đánh răng và 24% cho biết con họ chỉ đánh răng một lần trong ngày. Trong khi đó, có đến 12% các bà mẹ thậm chí không biết con cái họ nói dối về việc đánh răng. Các bà mẹ đều cho biết rằng rất khó để thuyết phục trẻ tự giác đánh răng. Khi trẻ từ 1 đến 2 tuổi trở đi, có thể bắt đầu đánh răng để vệ sinh răng níu sạch sẽ, hạn chế bệnh lý răng miệng. Trong độ tuổi này, cha mẹ cần giám sát và hướng dẫn trẻ để hình thành thói quen tốt này Để tạo được hứng thú cho trẻ trong việc đánh răng, cha mẹ cần lựa chọn bàn trải ngộ nghĩnh, mặt lông mềm để tránh làm tổn thương nứu răng. Ngoài ra cha mẹ có thể lựa chọn bọt tầm đánh răng mít kít với chất tạo bọt mùi hoa quả không cay, không chất mài mòn không sử dụng kháng khuẩn hóa học nghiên cứu cập nhật mới nhất ở Việt Nam có hơn 90% người có bệnh về răng miệng, trong đó 85% trẻ từ 6 đến 8 tuổi có sâu răng sữa, trong đó thì sâu răng vĩnh viễn tăng dần theo lứa tuổi. Đây là một con số rất cao và đáng lo ngại cho thấy nhu cầu cấp thiết của việc nâng cao ý thức vệ sinh răng miệng và chăm sóc răng ban đầu cho trẻ em. Trong sản phẩm bọt tập đánh răng cho trẻ em Mikit, tôi đặc biệt đánh giá cao thành phần canxi lactat được nhập khẩu từ châu Âu. Đây là thành phần mà thường xuyên xuất hiện trong các loại kem đánh răng cao cấp có thể giúp cung cấp và bổ sung canxi để cho răng chắc khỏe hơn. Ngoài ra, bọt tập đánh răng còn có chứa thành phần tinh chất trà xanh hữu cơ. Đây là một thành phần mà ít đơn vị sử dụng bởi vì giá thành đắt đỏ. Tinh chất trà xanh hữu cơ giúp kháng khuẩn, giảm viêm nấu và tiêu diệt được vi khuẩn gây sâu răng. Sản phẩm còn có dạng bọt mịn và hương dâu thơm mát giúp cho trẻ kích thích hơn, hứng thú hơn đối với việc chảy răng bọt tập đánh răng mít kít dạng bọt siêu mịn len nổi vào toàn bộ khoang miệng tan nhanh sạch ngay sau một lần xúc đặc biệt an toàn với trẻ nhỏ khi nuốt phải